Tình yêu đa Mỹ, nhà thiết kế từng là người thứ 5 quyết tỏ tình cùng Jackie Nene sau năm chờ đợi. Nam ca sĩ diễn viên Jackie Nene chính là người được chọn trong Tình yêu đa Mỹ. Tập 7 Tình yêu đa Mỹ chào đón nhân vật chính là Công Anh, nhà thiết kế thời trang 30 tuổi và cũng là chủ của một tiệm đồ cưới trang điểm. Vừa xuất hiện, Công Anh đã nhanh chóng khiến dàn xoái ca ngồi ghế nóng đứng ngồi không yên vì ngoại hình quá hoàn hảo. Qua phần tìm hiểu từ khóa, Công Anh gây sốc khi tiết lộ từng có mối tình đầu 6 năm nhưng nửa kia hẹn hò đến 5 người cùng lúc và anh là người thứ 5. Điều đáng nói, 5 người đều biết nhau và chấp nhận chuyện này, cũng không ai ghen khi đang trong mối quan hệ phức tạp. Công Anh cũng khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh từng là một chàng trai có ngoại hình quá khổ đến khi lấy được vóc dáng hoàn hảo như hiện tại nhờ tập gym. Sau phần trò chơi, Digitin là chàng trai duy nhất bấm nút quay lại để tỏ tình ngược với Công Anh vì cảm thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng. Đều thích hip hop, thời trang và đều có hình xăm. Tuy nhiên Công Anh vẫn nhất mực từ chối vì tham gia chương trình vì một chàng trai khác và đó không ai khác chính là diễn viên Jackie Nene. Khung cảnh mà Công Anh chuẩn bị cho thỏi sô-cô-la Jackie là một quán pop. Nhà thiết kế 30 tuổi chia sẻ cơ duyên gặp Jackie là vào 5 năm trước. Trong một lần anh đi làm thì em có quen với bạn ca sĩ đó. Em tới chơi là anh để ý em rồi và sau đó bắt đầu theo dõi em dù không kết bạn trên Facebook. Trong lúc Công Anh tự tay pha nước mời mình, Jackie chiều lòng hát cho anh nghe ca khúc Perfect. Nam diễn viên cũng tiết lộ anh chưa từng được ai tỏ tình trước đó. Có là bạn trai cũ cũng chưa chuẩn bị chu đáo thế này nên vô cùng cảm động. Công Anh còn chuẩn bị viên xí ngầu khá đặc biệt, mời Jackie tham gia trò chơi vừa giải đáp những thắc mắc vừa mời rượu anh chàng. Khi được hỏi lý do thích Jackie, Công Anh chia sẻ, em nói em từng tự ti về ngoại hình và anh cũng vậy, điều đó đã nối hai đứa với nhau. Em lúc nào cũng nhiệt huyết còn anh thích im lặng. Đôi khi điều này cũng bổ sung cho nhau nhiều. Anh thích em hát vì khi đó thấy em là chính em. Công Anh cũng cho biết bản thân luôn bị hấp dẫn bởi những người có sự cầu tiến. Viên xí ngầu đặc biệt được Công Anh mang đến chương trình để chơi trò chơi cùng Jackie. Đến giờ phút đưa ra quyết định, Jackie thổ lộ về những suy nghĩ Công Anh. Anh là người đàn ông thú vị làm em rung động nhưng vẫn chưa có cảm giác an toàn. Anh nghĩ sao nếu câu trả lời của em là dù không ra về nhưng rất muốn tìm hiểu. Trước quyết định của Jackie, dù khá buồn nhưng Công Anh vẫn khẳng định sẽ tiếp tục chờ đợi Jackie. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.